Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Thế nhô à, ui trời, nay oan hơi muộn vì ăn cơm muộn các ông ạ. Gần Tết rồi mà đấy, anh em thấy đấy, đặt mục tiêu 10k sao chưa đủ, không có vé về quê, khổ lắm, đùa, chưa có vé về quê. Mấy cái sự kiện của gà rán đợt này đang hơi lởm. Thứ nhất là cái locker room hôm qua Tết rồi, tóm lại khá toang, ông nào nhân phẩm cao lắm thì mới đỡ, còn không thì lỗ hết. Bây giờ thì trong gói cát shop đâu đấy có gói kim cương. Kim cương MC được 4 tỷ, 1.500 FC được 4 tỷ. Tính ra thì cũng được. Kim cương BP tháng 2. Locker room thôi nhá, nhưng mà mua đây, gói cập nhật chào mừng BP được mua 10 gói đúng không? Hiện tại tôi đang có 6.000 FC. Xúc luôn này, xúc 10 gói cho anh em xem. Xem 10 gói nó ra bao nhiêu. 10 gói là hết 2.500 FC, 6.000 FC. Nếu mà mình mua 5 gói này, 5 gói kim cương này thì mình sẽ được 350 cái thẻ tích lũy. Cái thẻ tích lũy này thì để làm gì nhỉ? Tôi nhớ là cái thẻ tích lũy này có khi tôi lại được những cái khác nếu mà tôi mua hết 6.000 FC. Chưa, từ từ, để tính. Ví dụ nha, bây giờ mình tính cho các bạn này. Bây giờ mình tính cho các bạn là nếu mà mình mua 5 gói kim cương BP thì mình sẽ được 350 cái thẻ tích lũy đúng không? 7 x 5 35. Được 350 cái thẻ tích lũy. 350 cái thẻ tích lũy thì là mình mua được hộp 5 đúng không? Rồi, ok. Được chưa? Mua hộp 5. Ok, đấy, phải có anh em tư vấn chứ. Rồi nha, chúng ta sẽ mua hộp 5. 500 này. Xác nhận nha. Ok, chúng ta sẽ mua cái thẻ hộp 5. Đây, tháng 2 chỉ cần 300 thôi đúng không? Gần 300 thẻ, ok, mình sẽ mua hộp 5. Đơn giản nữa à. Bây giờ mình sẽ mua hộp 5 này. Đây. Từ từ xem đã. Gói này nó cho mình 12. 12. Nếu mình mua 4 hộp này. 4728. Mình mua 4 hộp. Được, mình sẽ mua 4 hộp này thôi. 4728 rồi. 4728 rồi, mình sẽ mua 4 hộp kim cương BP tháng 2 này. 4 hộp này. Sau đấy mình mua tiếp cái này cho nó hết tiền đi mà. Mình sẽ mua được 7 gói. Ok, 7 gói đúng không? Ôi trời. Test cho các bạn xem. 7 gói này là 1.750 FC. Ok. Như vậy là chúng ta có 4 gói kim cương BP và 7 gói BP chào mừng cập nhật, đúng không? Hộp 5 là thẻ cộng 8, hộp 6 cần 500 thẻ icon. Mua 5 hộp 2. Rồi cứ từ từ. Ta cứ nhận đã này. Để máy đơ các bạn. Mua test cho anh em xem 6.600 FC thì nó ra cái gì. Đây, 6.600 FC này. Mở đã. Hơi khó nói. Anh vẫn chọn dâu béo. Mình đang test 6.600 FC bằng cách là mua 4 gói kim cương BP và 7 gói BP chào mừng sự kiện.
Được 27 tỷ rồi đấy. Được 27 tỷ rồi. Như vậy là nếu mà so với cái sự kiện Locker Room thì nó hơn rồi đấy. Đến thời điểm này nó đã hơn rồi. Chứ không cần phải nói đến là câu chuyện có nên chơi Locker Room hay không. Locker Room hôm qua test cho anh em 4 tơn đều oảng chó hết, đều khóc hết. Và trên tất cả các kênh các streamer khác cũng đều khóc hết. Locker Room là sự kiện rất toang. Và cái này thì đỡ hơn nhiều. Đây 27 tỷ mấy. Đấy, đấy còn chưa mở hết ra. Bây giờ mở cái vật phẩm may mắn này. Hộp tích lũy này. Hộp tích lũy. Mua thêm như vậy là mình còn thừa 64 cái thẻ tích lũy. 64 cái thẻ tích lũy thì mở cái hộp gì nhỉ? Hộp 3 hay là hộp 2 ta? Các bạn. Hộp 3 hay hộp 2? Để mình ra mình mua thêm. Hộp tích lũy. Ui, mua 5 hộp 2 cả. 5 hộp 2, 2 củ 5. Ok. Rồi, được rồi. Đấy, nghe lời các bạn. Đồng ý, mình đồng ý. Vật phẩm may mắn nhá. Hộp tích lũy 5 này. Tôi sẽ mở một hộp đã. Sẽ nhận được gói cộng 6 đến cộng 8. Ui, củi đéo chịu được. Với lại là thêm 2 tỷ BP nữa. Mình cứ tưởng là có gói cộng 8 luôn, chứ lại cộng 6 đến cộng 8. Mẹ. Đã cộng 6 đến cộng 8 phải cho người ta gói 90 chứ. Chơi chơi này khô máu vậy. Tôi cứ tưởng chắc chắn có cộng 8. Anh em làm lừa. Vớ mồm. Má. Mua hộp 1 có giảm thuế à? Thôi lỡ rồi em ạ. Mở cho anh em xem thôi. Mở cả 5 hộp. Cộng 8 luôn có mần nát. Thôi không sao. Ít nhất là chúng ta chơi cái gói này 6.000 6.000 FC. Thì là 6.600 FC thì cũng được 30 tỷ. Coi là 30 tỷ. Cũng được 30 tỷ BP. Như vậy là chấp nhận được. Không có lý do thì phản nạp. Đấy các bạn thấy không? Đấy 6.600 FC. Đơn giản đeo chịu được. Bây giờ là mở tí gói cầu thủ này. Đấy. Biết đâu lại được con bán được hay sao? Cái gì đây? Mason Charlie. Charlie lớn tuyệt. Ian Dú. Quincy Prom. Ui. Xịn đấy chịu đặc. Thôi mở mấy gói cộng cao nhá. Mấy gói rác này thôi. Rác mở làm gì? Đây đây đây. Xem nó có ra cộng cao không. Số 4. Veron đầu chọc. Ôi cộng 3. Cộng 5 này lại có tiền rồi không. Hàng MU đấy. Mà số 4 Văn Đại. Ui rồi móc cộng 5. Ô đẹp man. Mày lèo. Mút lên na. Đây. Gói này của gà rán này. 85. Biết đâu lại dô béo MC5. Ồ eo có rồi. Con gì đây. Nga ngố à. Đẹp. Vai lèo. 74 triệu ạ. Xịn đéo chịu. Cái gì đây? The Phone. Trời ơi. Oh mẹ ơi. 30 tỷ BP. Chính ra là 1 ăn 10. 1 ăn 10 không tính phôi. Tính mình BP thôi. Quả này ra cộng 8 ấy. Quả này ra cộng 8 là chốt đơn này. Trời ơi, tôi toàn gói nát nát đây này. 2 triệu rưỡi thôi hả? Ừ ok. Anh thì anh có biết tính đâu. Anh làm toán là tương đối kém. Ôi đẹp, cộng 3. Sao mày mở cho người khác nó ra cộng 5 nhiều vậy. Mở cho mình, tôi toàn cộng 3. Dỗi với này. Giờ đây, đây A cao mốc thối của tôi các bạn thấy. Bây giờ vẫn là còn thẻ TS.
tháng vào nick này đâu đấy chắc một lần rưỡi. Ui đẹp, cậu ba thật. Bán lẻ. Mở con này đây các bạn ơi. Chứ mấy cái gói kia mở chán hoa cả mắt. Ra cộng 8 đây. Hot thật. Cộng 8, ô số 21 nữa nào ta. Nhìn mẹ nó cộng 7. Ra ba cô ta ba vớ vẩn. Ô tỏ Bet Covid Zero. Này lên. Úi giời. Vứt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mấy con gọi là team Calo TI. Kèo cộng 7 lên 8 à? À, chơi luôn. À, thế được. Thế lại chơi. Còn chơi là còn gỡ. Lên. Bèn kè kè gái tân đâu. Nope. Úi giời, mẹ về tận cộng 1. Của anh cả đái. Rồi. Húc. Nope. Ui giời. Tòa. Về cộng 4. Ăn cất à. Lúc đầu live stream thì mình đang định là đá thử mấy con TI fake cái thứ này. Đấy, team Calo TI cho nó vui vui. Nó có mấy con TI thường, TI fake. Đấy, Hào Felix, Andre Silva, Kovacic, Ginter các thứ này. Đấy. Bởi vì là team Calo TI thì nó sẽ thông nhá. 19, 20, 21 là nó thông với nhau. Nó đều chung một team Calo hết. Kể cả fake, kể cả cả xịn thì nó đều chung team Calo hết. Cho nên là nó vẫn được cộng. Tương tự với lại team TS. Team TS thì nó cũng sẽ thông 19, 20, 21. Đấy, cho nên là anh em hoàn toàn có thể lập team Calo TI TS được. Nó cũng khá là hay. Và thường thì những cái con hàng mùa TITS thì nó có cái gọi là cái AI. Nó được giang hồ đồn đại là nó thông minh hơn so với mùa thường. Ổn đấy chứ. CR7 đấy. Marcelo, Renato Sanchez, Parejo. À được. Được. Nhiều con hàng để có thể test được các bạn ạ. Ôi Akimi. À, mà lên đấy làm gì vậy? Đấm này. Đơn giản. Son. Chiu. Có những người yêu thích Son Heung-min này. Phải chơi Son TI rồi. Son TI đá bà lắm. Ý tôi là TI 21 đấy. Để mẹ đứng yên quăng giày vào. Đau thế. Felix. Úi giời. Pha xử lý rất tốt của Felix. À, một tình huống băng cắt thành công đến từ Renato Sanchez. Gulit con. Đầu như cái đụn đụn rơm ẩm. Úi xa. Chiêu ZS đấy bây giờ là chiêu ghi bàn gọi là phổ biến nhất ở cái meta lần này rồi đấy các bạn ạ. Không còn chiêu nào phổ biến hơn đâu. Dê xuống càng ngang. Ôi trời ơi, đừng 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 đừng. Úi mẹ giật. Đấy nồi. Đùa nhau. Meta này nên đá 1 ST 2 ST à? Cái đấy thì không không phải là nên hay không nên các bạn ạ. Nó do thói quen mỗi người thôi. Cái cách lên bóng của bạn thôi. Chứ nó không có nên hay không nên.
Thường là những người mà đá một ST thì họ phải có một cái gọi là dê dắt tốt một chút. Nếu mình không dê dắt tốt nhưng mà mình lại có khả năng ban bật và chọc khe tốt thì đá 2 ST. Thường những người ít dê thì người ta sẽ đá nhiều tiền đạo để có thể phối hợp với nhau ở gần khu vực vòng cấm. Còn những người mà dê nhiều thì họ chỉ cần đá một tiền đạo thôi. Họ dùng các vệ tinh ở dưới họ dê. Sau đấy họ chọc khe nhanh. Thằng này chỉ đá sân phổi thôi, đá với anh thôi. Chứ làm sao mà đá trận đấu lớn được. Fabinho, rồi mày quá. Đấy. Chào đêm khuya thanh vắng nhá. Son Ti hay Lê Oan hơn á? À, thằng Son chắc chắn sẽ có nhiều người dùng hơn. Son chắc chắn nhiều người dùng hơn vì nó đá được nhiều vị trí hơn. Lê Oan thì đá ST hoặc CF thôi. Có thể đá được cam nhưng mà không hay bằng. Còn nếu mà xét riêng vị trí ST thì mùa TI thì Lê Oan chỉ thua CR7 thôi. Lê Oan hay mà, Lê Oan bản này hay, các bạn yên tâm. Còn chắc chắn là Son Heung-min sẽ nhiều người dùng hơn. Son nó chạy nhanh hơn, đá nhiều vị trí hơn. Và nó là con trai nhà phát hành, cho nên nó ảo. Đây là một hướng đi build team mới cho anh em nhé. Đây là hướng build team TI. Rất ngon. Calo TI không lỗi thời. Mỗi năm ra mình thay đổi đội hình có một lần thôi, vẫn được dùng hàng mới. mùa TI fake có được búp theo không? Có nhá. Đây rồi. Bồn Pogba. Ronaldo. Ui, thiếu một tí nữa thôi. Cầm CR7 nó vẫn khác bọt anh em ạ, nó đột biến, nó vẫn xịn. Hakimi phá. Taco. Fabinho bản TI khá ngon. Fake thôi nhưng mà. Trời ơi, bảy. Trời ơi. Pha xử lý rất mượt. Đấy, hàng TI đấy các bạn. Ý rồi, mình lại xin cả nữa. Đá 2 ST mà Drogba với lại Crespo. Nó hơi phí lương nhưng mà nó vẫn ngon. Drogba thì nó khỏe. Hai con đều mạnh đánh đầu. Crespo thì sẽ cơ động hơn một chút. Nhưng mà Didier Drogba thì được cái ZD mạnh lắm. Cầm Drogba mà ZD không khác thì là cầu thủ khác CD. Ngoài donate bằng sao còn donate bằng gì nữa không? À, còn donate được bằng nhiều thứ nhưng mình không nhận donate bên ngoài. Mình chỉ nhận donate sao thôi. Tôi streamer chơi sạch. Một số các streamer khác người ta cứ add thẻ ngân hàng này, Momo các thứ nhưng mà tôi không. Bao giờ mình hết hợp đồng với Facebook thì mình sẽ làm những cái kênh donate khác. Hiện tại mình đang làm việc với Facebook thì mình chỉ nhận duy nhất donate bằng sao thôi. Ui thủ môn. Nói chung Kovacic đá cho vui. Tạm được, không đến mức hay được. Chết quả này mới nhục à. Điệt mẹ chết thật. Chết thật mới đau. Balotelli. Đấy, thể hình nó vẫn có lợi ấy, các bạn thấy không? Nó ăn ngon thằng Ramos của mình.
Ui trời ạ, đúng lúc sút thì nó giật. Ô tổ.